phát hiện đại lý kinh doanh sản phẩm quá đắt của tập đoàn Lộc Trời. Đại lý Hoàng Văn Thoại ở xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai đã bị phạt về hành vi kinh doanh sản phẩm quá đắt của tập đoàn Lộc Trời. Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết, qua quá trình thanh tra đã phát hiện đại lý Hoàng Văn Thoại ở xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc có hành vi buôn bán sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật của công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời ở số 23 Hà Hoàng Thổ, thành phố Long Xuyên, An Giang quá hạn sử dụng. Đó là sản phẩm thuốc trừ bệnh Totan 200 WB 20g một gói, được tập đoàn Lộc Trời sản xuất ngày 20 tháng 4 năm 2018, có hạn sử dụng 2 năm, số lượng 190 gói với đơn giá 12.000 đồng một gói. Cũng tại đại lý Hoàng Văn Thoại, cơ quan chức năng cũng phát hiện kinh doanh thuốc trừ sâu bô sinh 485EC hiệu diệt ruồi vàng loại 240ml một chai, đơn giá 70.000 đồng một chai, được sản xuất ngày 29 tháng 6 năm 2018, có hạn sử dụng 2 năm. Thuốc trừ sâu ba sinh 485EC hiệu diệt ruồi vàng được cho là của công ty Nhật Đức International LTD ở tòa nhà 210 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh phân phối. Với hành vi kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật quá đắt, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã phạt đại lý Hoàng Văn Thoại 1.500.000 đồng. Theo quy định, nhà sản xuất, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật phải có trách nhiệm thu hồi các sản phẩm đã hết hạn sử dụng và có trách nhiệm thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Nhà phân phối về lô thuốc phải thu hồi và có trách nhiệm thu hồi ngay toàn bộ thuốc đó khi quá hạn sử dụng, bởi lẽ thuốc bảo vệ thực vật quá đắt sẽ gây thiệt hại cho người nông dân do không có hiệu quả phòng trị bệnh cho cây trồng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng nông sản. Ngoài ra, có thể còn khiến cho các loại sâu bệnh kháng thuốc gây khó khăn phòng trị dịch hại cho nhà nông. Tuy nhiên, thực tế do chế tài xử phạt hành vi kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật quá đắt còn quá nhẹ so với lợi nhuận bán ra, dẫn đến các công ty kinh doanh nhập khẩu thường phớt lờ quy định này.